Từ sau những lần hợp tác cùng nhau, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến luôn là cái tên nhận được rất nhiều sự quan tâm của đông đảo dư luận. Rất nhiều thông tin đề cập tới chuyện hẹn hò của cả hai nhưng Mai Tài Phến và Mỹ Tâm đều lựa chọn im lặng. Cách đây hơn một năm, loạt ảnh hẹn hò của cả hai bất ngờ được công bố khiến nhiều người càng tin chắc hơn về mối quan hệ đặc biệt của Mai Tài Phến và Mỹ Tâm. Tuy nhiên, trước những thông tin này, cả hai vẫn tiếp tục không xác nhận chuyện hẹn hò. Mới đây, Mỹ Tâm chính thức thừa nhận yêu Mai Tài Phến và đang là thông tin đang gây sốt mạng xã hội nhất ở thời điểm hiện tại. Cụ thể, trưa ngày 19 tháng 2, Mỹ Tâm chính thức công khai hẹn hò Mai Tài Phến. Vậy là sau hơn một năm rưỡi lộ hình hẹn hò, đây là lần đầu tiên Mỹ Tâm công khai chuyện tình cảm với chàng phi công trước công chúng. Thế nhưng, giữa lúc dân tình thi nhau gửi lời chúc mừng thì chị đẹp lại có phản ứng quá bất ngờ, không khác gì một cú twist trái ngang. Trên trang cá nhân, một người trong công ty của Mỹ Tâm đã tiết lộ cuộc trò chuyện với nữ ca sĩ giữa lúc thông tin hẹn hò Mai Tài Phến đang được chia sẻ chóng mặt. Theo lời người này chia sẻ, Mỹ Tâm đang vô cùng bất ngờ khi đọc lại bài phỏng vấn, tính chị xưa giờ làm gì có chuyện gì mà nói ra vậy, công khai đồ. Đâu ra chuyện đó vậy trời? Chị còn hết hồn hơn em. Khi được gợi ý lên tiếng đính chính, Mỹ Tâm hài hước chia sẻ, thôi, để vậy cho vui, khi nào chị công khai người yêu thiệt rồi tính, lúc đó đừng có hết hồn nha. Sau tiết lộ của Mỹ Tâm, dân tình không khỏi lu toàn tập. Theo đoạn hội thoại, có thể thấy rằng nữ ca sĩ đã vô cùng bất ngờ với bài phỏng vấn với tờ thông tin trên, đồng thời khẳng định việc công khai hẹn hò là hiểu lầm. Cô cũng khẳng định sẽ công khai người yêu sau và nhà hàng rằng nhân vật bạn trai của mình có thể khiến quản lý bất ngờ. Mỹ Tâm cho biết mình thích Mai Tài Phến ở sự hiền lành, dễ thương và chu đáo. Bởi anh là người hiểu chuyện nên Mỹ Tâm không cần phải rào trước đón sau mỗi khi ở cạnh nhau. Nữ ca sĩ khẳng định bạn trai không làm hao tổn đến mình, lại càng không xin xỏ gì nên chẳng có lý do gì để từ chối tình cảm. Trong tương lai, cô bộc bạch mong muốn tiến đến mối quan hệ bền chặt. Nếu không được, cô mong cả hai vẫn sẽ là bạn bè. Đặc biệt, netizen còn dần dần thích thú khi biết Mỹ Tâm đã đổi cách gọi Mai Tài Phến sang anh, còn Mai Tài Phến vẫn gọi cô là cậu út. Công chúng không khỏi tò mò trước đó cô nữ ca sĩ đình đám đã gọi người yêu thế nào. Trước đó vào tháng 6 năm 2019, Mai Tài Phến từng chia sẻ về cách xưng hô của cả hai, chị Tâm gọi tôi là bạn. Chị Tâm thường hỏi, bạn ăn gì chưa? Tôi gọi chị là cậu út. Tôi và cậu út như hai người bạn với nhau. Chúng tôi thường chia sẻ niềm vui, nỗi buồn. Chúng tôi cũng là bạn nhậu của nhau, cậu út nhậu rất xuất sắc. Với tôi, mình sống vui là được. Có thể thấy, cả hai đang rất hạnh phúc trong mối quan hệ hiện tại. Mỹ Tâm chia sẻ rằng cô có cảm giác an toàn bên người ấy. Khi yêu tôi bất chấp, kiểu nào cũng phải sắp xếp để gặp người ta và chủ động nói mình đang rảnh lắm nha. Tôi có thể vì người yêu mà làm những chuyện chưa từng làm. Tôi thích cảm giác yêu vì rất đã, làm cho tôi hưng phấn hơn trong mọi khoảnh khắc của cuộc sống. Khi yêu, tôi hát trên sân khấu cũng khác so với bình thường. Mỹ Tâm từng trải qua 3 cuộc tình, dài nhất 10 năm, ngắn nhất 5 năm. Sau khi chia tay, lúc đầu cô không thể làm bạn với tình cũ nhưng sau một thời gian, mối quan hệ trở nên bình thường và xem như bạn thân. Hồi tháng 8 năm ngoái, khi bị đồn mang thai Mỹ Tâm cho biết cô đã vô cùng tức giận nhưng suy nghĩ lại, thấy có tin đồn là do bản thân không kỹ lưỡng trong hình ảnh để mọi người hiểu lầm. Thêm vào đó, Mai Tài Phến lại bị fan công kích buộc Mỹ Tâm phải lên tiếng giải thích. Nữ ca sĩ cho biết, tôi luôn bảo vệ những người thân thương bên mình. Tôi cho họ niềm tin dù mọi người có quay lưng, tôi vẫn bên cạnh. Chưa nói đến người yêu, ai mà đụng đến bạn bè tôi cũng bất chấp, bảo vệ đến cùng. Như trường hợp của Mai Tài Phến, tôi thấy vui và thoải mái khi chơi cùng anh ấy. Nhưng nhiều fan dành những lời nói không hay cho mối quan hệ của chúng tôi. Tôi thà mất fan chứ không bao giờ để Phến bị chỉ trích. Rồi bạn bè xung quanh không thích Phến, tôi cũng nghỉ chơi với họ. Trong mối quan hệ với Mai Tài Phến, nếu tôi để xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ tự chịu trách nhiệm. Tôi cảm ơn khi họ sợ tôi đau khổ khi quen một ai đó. Nhưng điều tôi cần chỉ là câu, Tâm ơi, bạn có hạnh phúc không? Bạn cứ thoải mái đi. Nếu Tâm thấy mệt mỏi, tôi sẽ ở bên bạn. Bạn bè nói được như thế mới đáng để tôi trân trọng. Khởi đầu năm 2021 bằng live show tri âm, Mỹ Tâm mong muốn khán giả xả những mệt mỏi vì dịch trong năm qua, chỉ đơn giản như vậy. Sau chương trình tri âm, Mỹ Tâm lên kế hoạch trình chiếu bộ phim tài liệu về chân dung, trọn vẹn những gì khán giả muốn thấy nhất về Mỹ Tâm. Mọi người sẽ hiểu vì sao cô vẫn giữ được những cảm xúc cho âm nhạc suốt 20 năm qua. Có thể nói, đã lâu lắm rồi netizen mới thấy Mỹ Tâm công khai nhắc đến Mai Tài Phến, chính vì vậy dân tình lại càng thêm tò mò về tình hình gần đây của cặp đôi. Dù cặp đôi từng bị bắt gặp hẹn hò thân mật trên chuyến bay vào tháng 6 năm 2019, thậm chí chàng còn tháp tùng nàng đi lưu diễn khắp nơi nhưng nữ ca sĩ vẫn quyết giữ kín trong một khoảng thời gian dài. Thậm chí, kể từ khi loạt hình ảnh thân thiết của cả hai bị tung lên mạng xã hội, Mai Tài Phến và Mỹ Tâm đều hạn chế xuất hiện chung khung hình và nhắc đến đối phương trước truyền thông. Dù vậy, cặp đôi vẫn bị netizen phát hiện cùng nhau tham dự các bữa tiệc thân mật với bạn bè. Trong những hình ảnh được chia sẻ thời gian gần đây, có thể thấy Mai Tài Phến trông khác lạ hơn hẳn so với hình ảnh thầy giáo mưa năm nào. Anh trông chín chắn hơn nhưng lại bị nhận xét là khá xuống sắc. Còn chị đẹp Mỹ Tâm xuất hiện rạng rỡ, ngày càng xinh đẹp rạng rỡ trong những dịp kề cận người yêu. Mới tối qua, 18/2, trước khi có thông tin công khai chuyện tình cảm một ngày, Mỹ Tâm vẫn vui vẻ chia sẻ hình ảnh xinh đẹp của bản thân, đúng chuẩn người phụ nữ đẹp nhất khi yêu. Trong khi đó, Mai Tài Phến lại đăng tải hình ảnh hạnh phúc bên gia đình cũng như tận hưởng ngày Tết ở quê. Lần cuối anh nhắc đến Mỹ Tâm là một bài đăng ủng hộ bạn gái vào tháng 12 năm 2020.
Mai Tài Phế sinh năm 1991 ở Bạc Liêu, tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016. Anh từng đăng quang cuộc thi gương mặt điện ảnh năm 2017. Mai Tài Phế bắt đầu được nhiều người biết đến sau khi tham gia MV Em Gái Mưa của ca sĩ Hương Tràm. Tên tuổi Mai Tài Phế một lần nữa được hâm nóng khi hợp tác với Mỹ Tâm từ MV Đừng Hỏi Em 2017, trong đó họ đóng tình nhân. Sau đó, Tài Phế tham gia phim Chị Trợ Lý Của Anh 2019 do Mỹ Tâm đạo diễn và đóng chính. Nhân vật của anh là giám đốc có tình cảm với nữ trợ lý hơn tuổi. Lúc tác phẩm này công chiếu, hai nghệ sĩ đi cùng nhau trong các buổi quảng bá phim, làm từ thiện. Sau đó, họ bị bắt gặp đi cùng chuyến bay và thân thiết với nhau. Nhiều khán giả nhận xét nam diễn viên không xứng đôi với giọng ca gốc Đà Nẵng. Nữ ca sĩ hai lần lên tiếng bảo vệ cho anh. Mỹ Tâm sinh năm 1981, cho đến giờ cô vẫn chưa từng công khai hẹn hò với ai.